Có những ngày mệt mỏi như vậy, mình nhận ra bản thân chẳng còn được vô tư, vui vẻ như những ngày trước nữa. Nhìn quanh chẳng có ai để kể, nên cứ thế im lặng nhìn đời trôi. Lớn hơn rồi, mình rè rặt, ít nói, trầm lặng hơn. Không còn thích những ồn ào náo nhiệt. Mình suy nghĩ nhiều hơn và buồn nhiều hơn nữa. Dường như càng biết nhiều thứ, càng hiểu nhiều chuyện, lại càng đau lòng nhiều. Chúng ta trưởng thành mà chúng ta cô đơn hơn. Nhiều vấp ngã đã trải qua, khiến cho bản thân của mỗi chúng ta trở nên tĩnh lặng và nhìn cuộc đời với đầy sự suy tư và lo lắng. Có những con người bạn đã nhìn thấy họ hai mặt trước mặt bạn một cách lộ liễu, và cho con người khéo léo trước mặt bạn một cách bạn cảm thấy ghê tởm. Cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ gặp những người tốt, và cuộc sống cũng không phải ai cũng là những con người có rã tâm. Và cuộc sống là như vậy, sẽ không có bất kỳ một ai hoàn hảo, nhưng nhìn ra nhìn lại vẫn sẽ có những mặt tích cực để các bạn cố gắng, các bạn nhìn và phấn đấu để các bạn nhìn theo. Mệt mỏi thật đấy, cuộc sống này khó khăn là vậy đấy, nhưng 25, 35, 45, 55, bạn sống được bao lâu thì bạn sẽ trải qua rất nhiều cung bậc cuộc sống khác nhau. Và chúng ta cũng đâu biết là chúng ta sống được đến bao lâu. Chúng ta chỉ chúc nhau rằng sống thọ trường thọ. Sống đến 100 tuổi, sống đến đầu bạc răng long. Nhưng mà cứ lớn hơn thì chúng ta sẽ lại càng suy tư hơn. Tuổi trẻ chúng ta sẽ vô tư, vô lo, vô nghĩ. Chúng ta sẽ thoải mái làm những điều mà chúng ta thích. Cho nên những đứa con của bạn, hãy để cho con bạn của bạn thật là thoải mái. Đừng quá ép buộc. Hãy để con của bạn sống một cuộc đời vô tư, đúng với lứa tuổi. Vì qua nhiều thời gian, sẽ có càng nhiều điều để trưởng thành.